Xin chào toàn thể anh em audio, ngày hôm nay rất vui lại được anh em gặp lại anh em trong chương trình video ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay thì em xin phép được xả hai sản phẩm. Một là chiếc, ba sản phẩm mới là đúng. Một chiếc EQ săn xui và một chiếc âm ly cộng với một đôi loa. Hiện tại bây giờ em đang ghép tổng thể vào với nhau. Những cái lỗi gì trên sản phẩm này em sẽ nói rõ với anh em. Và em dù có lỗi gì cho nữa thì nó vẫn là hàng bãi. Em xin cam kết điều đó là sự thật. Rồi, và bây giờ bắt đầu anh em mình chúng ta đi vào bộ ngày hôm nay. Đầu tiên chính là con EQ săn xui SE8. Đây, chiếc EQ săn xui SE8. Chiếc EQ này được thiết kế với khổ 43cm từ đầu bên này sang đầu bên này. Chiều cao của nó là 13cm, chiều sâu của nó là 29. Trọng lượng của chiếc quai này là 4,4kg. Và nó được thiết kế mỗi bên 10 cần gạt một vế. 10 cần gạt một vế. Cần gạt này là dòng cần gạt bi nhá. Đấy. Nó không phải là bi hẳn như dạng của Victor, mà bi này nó phải nói như nào, nó có cái độ khắc khác nhau đấy. Thôi cái này thì khó giải thích lắm, phải mở ra mới có thể anh em nhìn mới rõ cơ. Chiếc quai này đều để mà nói đưa vào thanh lý thì nó cũng hơi vô lý, nhưng mà em sẵn sàng em thanh lý, bởi vì đây anh em nhìn này, đây này, một điểm, hai điểm, những cái điểm này nó rất nhỏ thôi, litanity. Đấy này, litanity. Đấy, quay xa chỉ cần anh em mình đứng xa ra khoảng chừng tầm nửa mét thôi là em đảm bảo mắt thường không nhìn thấy. Nhưng mình là một người bán hàng lâu năm, muốn giữ được uy tín thì phải nói rõ đi. Và những sản phẩm như này thường thường thì bên em luôn luôn báo cho anh em một cái giá yêu thương hơn. Chính vì thế mà em sẽ dùng cái từ là thanh lý. Mặt này là mặt phay nhôm nhá. Riêng dòng EQ Victor CA8 và CA8 mắc đôi thì nói thật sự với quý vị các bạn là đa số người chơi lâu sẽ thích con 8 hơn. Chất âm về bản chất bên trong máy của nó giống hệt nhau, không khác nhau gì, tiếng ra giống hệt nhau. Chỉ khác nhau giữa con 8 và con 8 mắc đôi thì con 8 trơn nó sẽ không có đèn đầu cần, còn con 8 mắc đôi nó sẽ có đèn đầu cần. Và chính vì cái đèn đầu cần của nó mà theo năm tháng, thời gian thì sự oxy hóa nó có thể nó làm một vài cái điểm gì đó. Chính vì thế mà con 8 mắc đôi dễ bị nổ tiếng và có tạp âm nhiều vào trong máy hơn so với con 8 trơn. Con 8 trơn gần như là không có một chút xíu nào cả. Còn nếu con 8 mắc đôi muốn hết được cái điều đó thì anh em mình hãy cắt cái dòng điện của nó đi, thì bóng đèn nó sẽ không sáng nữa, chiếc quai sẽ lại trở về bản 8. Vì vậy lúc đó thì tiếng xi tạp âm bên ngoài nó sẽ vào nó ít hơn rất nhiều. Đấy. Cứ cái gì đẹp thì thường thường có nhiều cái xấu, còn cái gì nó bình thường đơn giản thôi, đơn giản không cầu kỳ thì nó lại có cái tố chất của những cái sự tinh tế. Tiếp tục bên dưới, đây em sẽ mở cho anh em xem thực trạng của nó nhé. Máy móc thì đảm bảo anh em ruột chạy len keng luôn. Đấy, nắp đẹp này, không chê được thế nào, không có vết xước nào cả. Nắp đây. Đấy, sản phẩm. Bên trong thì đẹp xuất sắc rồi, nó là hàng bãi mà các bạn. Con này bình thường giá của nó thì toàn trên 7 triệu. Vì mỗi một cái lỗ này thôi. Bị khoảng chừng 4-5 vết nhỏ nhỏ. Pháo thước Auto xin được thanh lý đến quý vị các bạn chiếc quai này với giá chỉ có 6,8 triệu. Giá này không mặc cả anh em nhé, giá này nói để bán. Cổng ớt là cổng ra này, cổng in và input là cổng vào, ngoài ra cổng play cũng là cổng vào, cổng play 2 cũng là cổng vào, cổng rec này là ra, cổng rec này là ra. Anh em mình bấm cái nút đằng trước thì nó sẽ ra đúng tín hiệu. Số series của con này là 20024. Máy chip của nó đây, độ đẹp của nó là hoàn mỹ. Em đảm bảo cam kết với anh em chưa sửa chữa một tí gì. Con này sử dụng điện 100V. Điện 100V. Và đây em xin phép bắt đầu test một chút chiếc quai này, mời anh em cùng nghe. Đây là đang là có quai nhá. Đây là không có quai này.
ngoài này là giải tép này, đây này là giải bát này. Âm thanh không hề mất đi một tí gì cả. Nút này nút to nhỏ của đèn này. Rất đẹp và cân đối luôn, khổ 42. Mặt phay nhôm. Giá 4.800.000. Bên dưới này thì bên Phạm Thức Auto xin giới thiệu đến anh em là chiếc âm ly Onkyo, mã của nó là A7. Cái con âm ly này sẽ có giá rất rẻ cùng đôi loa Yamaha, mã của nó là NS500. Dòng loa kiểm âm. Đợi một chút, em sẽ quay một cái video tiếp theo để giới thiệu về hai con này, bởi vì mình còn phải tháo ruột gan ra nữa. Rồi, cảm ơn anh em đã xem và mời anh em xem tiếp phần 2.